Chào mừng các bạn và quay lại sân phủ Vũng Tàu cùng chứng kiến trận tứ kết thứ hai giữa hai đội đó Cafe Bắc Sơn và Thạch Cao Đá Hoa Cương. Trong trang phục áo vàng trắng quần vàng là các cầu thủ Cafe Bắc Sơn bên phía tay trái quý vị các bạn, tay phải quý vị các bạn. Với các đội hình ra sân như sau. Người giữ băng đội trưởng bên phía các cầu thủ Cafe Bắc Sơn đó là số 7 Trung Hiếu, số 8 Tiến Lành, số 14 Quốc Anh, số 12 Đức Thuần, thưa quý vị, số 11 Nhật Trường và thủ môn Trần Duy Hùng Thành bên phía các cầu thủ Cafe Bắc Sơn đó là Công Lý. Các cầu thủ trong trang phục màu xanh chuối quần đen là các cầu thủ Thạch Cao Đá Hoa Cương. Ra sân gồm các cầu thủ như sau: Thanh Bình mang áo số 7, Nhật Linh số 4, Đức Hoàng số 2, Cương Cứng số 1 thủ môn, Trần Nhật số 11, Thành Sala số 79 và Văn Minh số 10 là người mang băng bộ trưởng bên phía. Trận đấu ta được bắt đầu. Bên cạnh trái các cầu thủ Bắc Sơn đó là cầu thủ mang áo số 6 Bửu Thanh. Các cầu thủ về Bắc Sơn là đội nhất bằng B và các cầu thủ của Thạch Cao Đá Hoa Cương là đội nhì bằng A. Trong trận đấu trước thì các cầu thủ Lâm Hồng đã thắng với tỷ số 2-1 đội chủ nhà Phú Thịnh Hùng, giành một vé vào chơi vòng bán kết. Người thực hiện nhiều trọng trách chia bài bên phía các cầu thủ Cafe Bắc Sơn đó là Trung Hiếu, cầu thủ mang áo số 7. Nhật Linh. Một đường chuyền không chính xác của cầu thủ mang áo số 4 bên phía Thạch Cao Đá Hoa Cương, Nhật Linh. Trung vệ đang chơi thấp nhất bên phía các cầu thủ Bắc Sơn đó, cầu thủ mang áo số 14 Quốc Anh. Một quả ném biên các cầu thủ Cafe Bắc Sơn. Các cầu thủ Cao Đá Hoa Cương là đội có vị trí nhì bằng A. Một đường ném biên ném lên cho Thành Sala nhưng đường ném của anh không chính xác. Bửu Thanh. Tiến Lành là lùi về rất sâu. Quốc Anh. Nhật Linh. Không được. Thủ môn Cơ Cứng đã ra rất chính xác. Thành Bình giật thầy Thành Sala không được. Quốc Anh đã kịp rồi ngăn cản đường chuyền của cầu thủ mang áo số 1 bên phía Thạch Cao Đá Hoa Cương đó là Nhật Trần Nhật. Trần Duy Hùng Thành bên phía Cafe Bắc Sơn vẫn là thủ môn Công Lý. Một đường thả đáy rất hay. Rất nguy hiểm. Cầu thủ mang áo số 11 vừa tung một cú sút có nói rất nguy hiểm đó là Nhật Trường. Một quả phạt góc cho các cầu thủ Cafe Bắc Sơn. Người thực hiện quả phạt góc này đó là cầu thủ mang áo số 6 Bửu Thanh. Xin lỗi quý vị các bạn, đó là quả ném biên. Chị Hoàng vừa có một cú đá có thể nói không cần thiết đối với cầu thủ Bửu Thanh. Và anh đã có một động tác có thể nói rất fair play. Một cú đá phạt có thể nói
ở vị trí khá nguy hiểm. Người thực hiện quả đá này đó là Trung Hiếu. Phía dưới là Đức Thuần. Và người lên tham gia tấn công đó là Quốc Anh. Một cầu thủ nói có chiều cao rất tốt. Không được. Thành Bình là người về bọc lót kịp thời. Tiếp tục là quả phạt góc từ các cầu thủ Cà Phê Bắc Sơn. Người thực hiện quả phạt góc tiếp theo được vẫn là Trung Hiếu. Tiếp tục là quả đá bóng ra hết đường biên dọc, vẫn là cầu thủ mặc áo số 7 Thanh Bình. Quốc Anh. Rất nguy hiểm. Để mất banh ở vị trí còn khá nguy hiểm của thủ mang áo số 99. Rất khéo léo, không thể qua được Trung Hiếu. Một quả đường biên các cầu thủ Cà Phê Bắc Sơn. Xin lỗi quý vị, đó là một quả phạt. Hai đội có lối chơi đang dè dặt và tìm kiếm những khe hở của nhau. Đức Thuần. Một đường chuyền quá sâu, rất nguy hiểm. Quốc Anh đã lên tham gia tấn công. Rất may là không thành bên phía các cầu thủ Thạch Cao Đao Cường. Là Quốc Anh đã đầu trượt bóng. Duy Hoàng. Rất khéo léo. Một cầu thủ nói nhìn cái thân hình rất nặng nề. Một đường chuyền không chính xác của Duy Hoàng. Duy Hoàng là một cầu thủ nói có thân hình khá nặng nề, nhưng động tác của anh cầu thủ đấy rất tinh quái. Bên cánh trái về là cầu thủ mang áo số 6 Bửu Thành. Không thể qua Thanh Bình. Duy Hoàng. Quốc Anh. Quốc Anh vừa có một pha công chiến có thể nói rất hay, nhưng rất tiếc là cú đánh đầu của anh không chính xác. Thanh Bình. Thành Sala. Rất mạnh mẽ. Các cầu thủ Thạch Cao Đao Cường đang chơi rất cần về. Một sút xa. Một sự quyết đoán của Thanh Bình đã sút thẳng vào khung thành công lý. Quốc Anh. Trung Hiếu. Rất hay. Một pha đá kiểu vá lăng lá vàng rơi của Trung Hiếu cho cầu thủ số 11 đó là Nhật Trường. Pha đập nhả 1-2 cho Tiến Lành, nhưng pha tiếp bóng của Tiến Lành không chính xác. Thành Sala. Một cầu thủ nhỏ con rất khéo, rất nguy hiểm. Tiến Lành. Không thể qua Nhật Trường. Đức Thuần.
Thanh Bình kịp không? Không kịp. Quốc Anh rất kinh nghiệm. Mật bóng rất nguy hiểm. Đức Tuấn tung cú dứt. Một quả đem biên các cầu thủ Cà Phê Bất Sơn. Trung Hiếu, Tiến Lãnh. Một quả đá phạt các cầu thủ Cà Phê Bất Sơn. Quốc Anh. Bóng vẫn còn trong sân. Một đường chuyền không chính xác của Bù Thanh. Thanh Sala, một cầu thủ đã có hai bàn thắng. Không được. Thanh Bình, một đường chuyền dài không thể được qua tay được thủ môn Công Lý. Bóng vẫn còn trong sân. Một quả phạt góc các cầu thủ Cà Phê Bất Sơn. Cứ được bóng là Nhật Trường. Thành Sala rất hay, không thể qua cầu thủ rất cao to đó Đức Thuần. Đức Thành, Tiến Lãnh. Nhật Trường. Nhật Trường. Rất thầy. Đức Thuần. Rất nguy hiểm. Tiếp tục là pha công chiến của Quốc Anh. Nhưng lần này anh đã đầu trượt bên phía trái khung thành. Quốc Anh là cầu thủ có một chiều cao, tôi nói rất mỹ mãn. Để từ ngó trong tay để phép lợi thế, có nói tình huống bóng có thể rất nguy hiểm. Cầu thủ mang áo số 11 bên phía Đào Hoa Cương Thanh Cao. Đào Hoa Cương là cầu thủ mang áo số 11, có thể nói rất khéo léo. Thành Sala rất hay. Tiếp tục là pha làm vội của các cầu thủ Cà Phê Bất Sơn. Thành Sala một cầu thủ rất nhỏ con nhưng có thể rất nhanh. Người được bóng đây là đang là Thanh Bình. Bên cánh phải là cầu thủ mang áo số 4 đó là Nhật Linh. Một góc chốt cứ nói rất rộng. Không được. Một đường chuyền của Thanh Bình hơi mạnh so với Nhật Linh. Một quả phạt góc của các thủ Thanh Cao, Đá Hoa Cường. Rất nguy hiểm. Vào góc không vào. Rất tiếc thưa quý vị các bạn.
Một pha cứa lông của thủ môn áo số 99 cứu rồi. Tưởng chừng bóng ra lọt vào lưới. Nhưng rất may cho thủ môn Công Lý. Bóng đặt trượt khung thành. Một pha tấn công của rồi rất bài bản của cầu thủ Thạch Cao Đá Hoa Cương. Đức Thuần. Cầu thủ mang áo số 17 bên phía các cầu thủ Cà Phê Bắc Sơn vừa sân. Vũ Phương. Trung Hiếu đã lùi về rất sâu. Đức Thuần. Vũ Phương. Một pha thả đáy rất hay của Đức Thuần cho Vũ Phương. Thành Sala. Một pha đẹp biên các cầu thủ Cà Phê Bắc Sơn. Các cầu thủ Cà Phê Bắc Sơn đang thay chuyển đội hình của thầy rất linh hoạt. Nhật Linh. Không được. Thành Sala. Rất hay. Rất nguy hiểm. Một pha xử lý bóng rồi rất hay của Thanh Bình cho cầu thủ mang áo số 10 Trần Nhật. Một quả sút bóng rồi đẳng cấp của Trần Nhật nhưng thủ môn không thể qua tay một thủ môn Công Lý. Người thực hiện đã quả đá phạt góc này là Thanh Bình. Thành Sala. Rất nguy hiểm. Quý các bạn đang xem trận đấu tứ kết thứ hai giữa hai đội đó là Cà Phê Bắc Sơn trong trang phục áo cam quần cam và các cầu thủ Thạch Cao Đá Hoa Cương. Rất hay. Không được. Một pha phạm lỗi của Thành Sala. Trận bán kết thứ nhất giữa đội chủ nhà Phúc Thịnh Hùng và cầu thủ bộ câu lạc bộ Lâm Hồng thì phần thắng đã thuộc về các cầu thủ Lâm Hồng với tỷ số 2-1. Bóng đã đi hết được bên ngang. Rất nguy hiểm. Phương Marcelo. Đức Thuần. Một cú sút rất nguy hiểm. Một sút rất mạnh của Đức Thuần nhưng thủ môn cương cứng bên phía các cầu thủ Thạch Cao Đào Cương đã xuất sắc. Nhật Linh. Rất nguy hiểm. Một đường căng ngang của rồi như đặt. Thưa quý cơ bản, một đường căng ngang như đặt của Trần Nhật cho Thành Sala. Nhưng rất may cái đầu của hậu vệ bên phía các cầu thủ của Phép Sơn đã đưa bóng đi hết đường bên ngang. Bên phía các cầu thủ Thạch Cao Đá Hoa Cương, cầu thủ vừa vào sân thay người đó là Văn Thắng. Quốc Anh. Không có lỗi các cầu thủ Thạch Cao Đá Hoa Cương rất khéo. Cầu thủ Trần Nhật có thể nói thân hình rất to cao nhưng độ tinh quái rồi rất nhiều. Tiếp tục là pha phạt góc các cầu thủ Thạch Cao Đá Hoa Cường. Cầu thủ mang áo số 99 vừa ra sân nghỉ, thay vào đó cầu thủ mang áo số 16 đó là Văn Thắng.
Thành Sala. Rất khéo. Nhưng đồng tác giả Thành Sala có thể nói Thành Bình. Đường chuyền ngang khá nguy hiểm. Đức Thuần vào không, không vào. Tiếp tục là một cú sút của Trung Hiếu. Xa ngang, thưa quý cô bạn, xa ngang đã cứu thua cho các cầu thủ Thành Cao Đá Hoa Cương. Một cú đá nói như bóng hồ của Đức Thuần, nhưng xa ngang đã cứu thua cho các cầu thủ Thành Cao Đá Hoa Cương. Tiếp tục là Đức Thuần. Thành Sala. Tiếp tục là một pha phản lồi của Đức Thuần với Thanh Bình. Trận đấu chúng ta đang cuối hiệp 1. Tỷ số bây giờ đang là 0-0. Thành Sala. Không được. Một pha bật bài rất hay của cầu thủ mang áo số 6. Đó là Bửu Thành. Phương Marcelo. Đức Thuần. Có thể nói hôm nay là một ngày rất may mắn của cầu thủ Thành Cao Đá Hoa Cương. Trần Nhật. Một trái chân rất dài. Văn Thắng. Cơ hội. Thủ môn Công Lý đã ra rất kịp thời. Trung Hiếu. Dứt quyền vào góc, không vào. Lại là một sự xuất sắc của thủ môn bên phía Thành Cao Đá Hoa Cương. Đó là Cương Cứng. Đúng rồi, hôm nay anh đúng là cương cứng rồi. Nhưng tình huống vô làm không thành bên phía các cầu thủ Thành Cao Đá Hoa Cương. Nhưng thủ môn Cương Cứng đã hóa giải được hết. Đức Thuần. Rất hay. Có thể nói một trận đấu tứ kết thứ hai đang diễn ra rất hấp dẫn trên sân Phủ Vũng Tàu. Những đường chuyền xa của Trung Hiếu cho các cầu thủ bên phía đó là Nhật Trường. Và đập lại chuyền hai cho Phương Marcelo. Bửu Thành. Không thể qua được Thanh Bình. Trần Nhật. Một quả đá biên các cầu thủ Thành Cao Đá Hoa Cương. Rất hay. Susa. Một quyết định rất táo bạo của thủ mang áo số 4. Đó là Nhật Linh. Quốc Anh. Trung Hiếu. Một pha bung bóng rất hay của Duy Hoàng. Bóng đã đi hết đường biên ngang. Đúng là một ngày thi đấu xuất thần của thủ môn Cương Cứng. Một pha đem biên cho các cầu thủ Thạch Cao Đá Hoa Cương. Bên phía Cà Phê Bất Sân có sự thay đổi người. Trung Hiếu đã sẵn sàng nghỉ.
thay vào đó là báo đen. Của Cảnh. Khá nguy hiểm, vào không, không vào. Một đường chuyền có thể nói rất hay cho cầu thủ mang áo số 1. Bóng đã lập bập rất may, bóng đã đi trượt khung thành. Của Cảnh. Quá Thành Bình không. Rất khéo léo. Rất hay, 3-2, Thanh Bình, không được, một đường chuyền không có đích chỉ của Thanh Bình, tiếp tục là Quốc Anh, bên cánh phải đó là Đức Thuận đã lên, một đường chuyền quá mạnh của Quốc Anh. Bên phía các thầy bác sân tiếp tục có thay đủ người. Phương Marcelo sẽ ra sân nghỉ. Tiến Lành để tiếp tục vào sân. Đức Thuần. Của Cảnh. Bên cái phải bây giờ đang là báo đen. Bảo không? Nó là Bảo Duy mà. Cần Bảo Duy mà. Của Cảnh. Thủ môn Cơ Cưng đã chọn điểm rơi rất tốt. Văn Thắng. Thành Sala. Tiếp tục là một pha phạm lỗi của các cầu thủ Cà Phê Bất Sơn. Với Thanh Bình, cầu thủ mang áo số 6 đó là Bửu Thành. Điểm xử phạt cách không thành khoảng 15m. Người đứng được bóng vẫn là hai cầu thủ đó là Thanh Bình và Văn Thắng. Tuyến 2 đang là cầu thủ 11 Nhật Linh, Trần Nhật. Để xem các cầu thủ Thạch Cao Đáo Cương sẽ phối hợp quả đá phạt như thế nào. Không được. Một pha bẻ lồng hơi cao của Thanh Bình. Của Cảnh. Thanh Bình. Rất nguy hiểm. Nhưng Nhật Linh đã kịp thời cản phá pha tấn công các cầu thủ Cà Phê Bất Sơn. Nhật Linh, Trần Nhật thưa quý vị. Người chịu trách nhiệm chơi bài giữa sân các cầu thủ Thạch Cao Đá Cương đó là Trần Nhật và Thanh Bình. Thành Sala.
cú tôi nói rất xa của Thanh Bình. Bên phía Cafe Besson, Hiếu Bi lại quay lại sân. Cầu thủ mang áo số 6 Bửu Thanh ra sân nghỉ. Bảo Đen rất hay, không được, không vào. Một pha lắc mang ngoài có thể nói rất khéo của Tiến Lành. Và đúng này chúng ta đã nổi còi kết thúc hiệp 1 trận bán tứ kết thứ 2 giữa hai đội Cà Phê Vân Sơn và Thạch Cao Đá Hoa Cương. Kết thúc hiệp 1 thì tỷ số đang là 0-0. Xin mời quý bạn đang xem trên trực tiếp trên sân Phủi cũng như các bạn đang xem trên Paper Phủ Vũng Tàu, xin mời quý các bạn hãy giải lao trong vài phút, trận đấu chúng tôi lại được tiếp tục. Xin cảm ơn quý các bạn rất nhiều. thaovip.com.vn, thế giới bóng đá.net, giải bóng đá chính hãng dành cho bạn. We'll be right back.
thethaovip.com.vn, thế giới bóng đá.net, giải bóng đá chính hãng dành cho bạn. Cương còn bên màn hình trái quý các bạn, đó là các cầu thủ Cà Phê Patson. Hiệp hai này thì bên phía Cà Phê Patson có sự thay đổi người, đó số 5 Lâm Ken đã vào sân. Bên phía các cầu thủ Thạch Cao, Đào Cương, đội hình chúng tôi chưa thấy sự thay đổi. Bởi pha này thì các cầu thủ Thạch Cao, Đào Cương là người phát bóng. Trận đấu ta được bắt đầu. Trần Nhật, trung vệ sâu nhất của các cầu thủ Thạch Cao, Đào Cương vẫn là Duy Hoàng. Một đường chuyền ngang khá nguy hiểm của Trần Nhật. Một pha phòng lỗi cầu thủ mang áo số 1 bên phía cầu thủ Cà Phê Patson, đó là Nhật Trường. Lâm Ken đang đá hậu vệ bên phía cánh trái. Bên cánh phải là cầu thủ Bảo Đen, thưa quý vị các bạn. Trung Hiếu, Tiến Lãnh. Một đường chuyền vai rất cầu thả của Trần Nhật. Một pha phạt góc các cầu thủ Cà Phê Patson. Thành Sala. Không được. Giật thay. Không được. Một đường chuyền không hiểu ý của Thanh Bình với Thành Sala. Bảo Đen. Bên cánh trái là Lâm Ken, bên cánh phải là Bảo Đen. Đá trên hàng công là Nhật Trường. Và đội hình của các cầu thủ vào bên sân đang xoay chuyển rất linh hoạt. Lâm Ken rất nguy hiểm. Thành Sala. Không được. Tiến Lãnh.
Không được. Nhật Linh. Thành Sala. Không thể qua được cấu cành. Lâm Ken. Bảo Đen. Một đường chuyền dài của Hiếu Bi. Tuyến 2. Rất quyết liệt, vào không, không vào. Một cú đá có nói Mu Lai Má rất căng vào góc xa nhưng rất tiếc đã trượt khung thành. Một pha ra chân rất nhanh của Bảo Đen. Thường những cú đá Mu Lai Má thì quỷ đá bóng đi rất khó chịu. Sau trận đánh bá tứ kết thứ hai này, xin mời quý các bạn hãy nán lại sân. Cũng như quý các bạn đang xem paper đến Phủi Vũng Tàu để chứng kiến trận tứ kết thứ ba giữa các cầu thủ Acq Thành Đạt và PTC MC. Một trận đấu có thể nói hứa hẹn rất hay cho quý vị các bạn. Quốc Cảnh, Trung Hiếu, Bảo Đen, một cầu thủ vừa tung một chút khá nguy hiểm. Tiến Lãnh. Vẫn là Trung Hiếu. Một đường thả đáy có thể nói rất hay của Lâm Ken. Nhưng bóng không tới được chân Trung Hiếu. Bảo Đen. Pha cắt bóng rất dứt khoát của Duy Hoàng. Tiến Lãnh. Trần Nhật. Thành Sala, một động tác rất khéo, không được. Một quyết định rất táo bạo của Thành Sala. Đó là một cú cứ lòng vào xa nhưng hậu vệ bên phía các cầu thủ Cà Phê Bất Sân đã ngăn chặn kịp thời. Trung Hiếu. Bảo Đen. Bên phía các cầu thủ Cà Phê Bất Sân đã có sự thay người. Tiến Lành đã sân nghỉ, thay vào đó là Phương Marcelo. Xin cảm ơn bạn Thanh Tú đang cổ vũ cho Lâm Ken. Lâm Ken cố lên. Xin cảm ơn bạn Long Mau đang cổ vũ cho Phương Marcelo. Một cặp đôi nó rất hoàn hảo. Lâm Ken. Bên cánh phải là Bảo Đen. Trung Hiếu. Có thể nói các cầu thủ Thạch Cao Đá Hoa Cương đang xây dựng một đội hình phòng ngự có thể nói rất kín kẽ. Hầu hết các cầu thủ Thạch Cao Đá Cương đã lùi về sân nhà. Thành Sala. Rất nguy hiểm. Một
pha bắt vô lê của Nhật Trường. Và bóng đã bay rất cao và rất xa. Trần Nhật Thành Sala không được, một pha trả về của Thành Sala cho Trần Nhật. Lâm Ken, Bảo Đen, Trung Hiếu, phía trên là Phương Marcelo. Một pha chuyền bóng hơi mạnh của Trung Hiếu cho Lâm Ken. Thanh Bình rất tốc độ, không được. Bảo Đen, Phương Marcelo đã lùi về rất sâu. Quốc Anh, Trung Hiếu, Lâm Ken vào không, không vào. Hết sợ ngang lại cột dọc, thưa quý vị các bạn. Lại tiếp tục là một pha đệm lồng cân thành lại đập vào cột dọc bên phía khung thành của các cầu thủ Thạch Cao Đào Hoa Cương. Rồi thủ môn bên phía các cầu thủ Thạch Cao Đào Hoa Cương một ngày còn rất may mắn. Một pha bật vô lê trượt của cầu thủ Nhật Trường. Một đấu tôi rất hay. Thanh Bình, Nhật Linh, một đường chuyền dài nhưng không chính xác. Phương Marcelo phá cái người có thể nói rất kín kẽ của Phương Marcelo và bắt buộc các cầu thủ Thạch Cao Đào Hoa Cương đã phải phạm lỗi. Đường được bóng bây giờ đang là Trung Hiếu. Quý các bạn hãy chờ xem cầu thủ Cà Phê Ba Sơn sẽ âm mưu tính kế thực hiện quả đá phạt như thế nào. Góc thủ nói rất rộng. Phía trên là bốn cầu thủ đang tham chiến tấn công: Phương Marcelo, Quốc Anh, Nhật Trường và Bảo Đen. Tiếp tục là hoạt góc, không thể qua được dàn hậu vệ đang rất dày đặc của các cầu thủ Thạch Cao Đào Hoa Cương. Một pha đá phạt vóc rồi rất khó chịu của Trung Hiếu. Đó là sự hiệu quả của Phương Marcelo. Cầu thủ vừa thay người. Và tỷ số đang mở cho các cầu thủ Cà Phê Ba Sơn 1-0. Bóng đá là vậy, chỉ cần một sơ suất nhỏ của thủ môn cũng như dàn hậu vệ thì một sự trả giá có thể rất đắt. Văn Thắng, Thanh Bình, mật bóng khá nguy hiểm. Lâm Ken, Phương Marcelo, một pha ghi bàn vỉa lồng rất nhẹ nhàng của Phương Marcelo. Trần Nhật, Thành Sala,
rất nguy hiểm. Phương Marcelo một đường chuyền. Một pha đẩy sau của Nhật Trường với Duy Hoàng. Văn Thắng. Một pha phạt góc cho các cầu thủ Thành Cao Đá Hoa Cương. Một pha đá có thể nói rất quyết đoán của Thanh Bình. Nhật Trường rất nguy hiểm. Một pha cài người đè người có thể nói rất tốt của Nhật Trường. Và tung cú sút bằng chân trái. Nhưng cú sút của anh đi sạch công thành. Bên phía các cầu thủ Thạch Cao Đá Cương có sự thay đổi người. Đó là Văn Hầu vào thay cho Thanh Bình. Nhật Trường. Văn Hầu. Không được. Bảo Đen vừa tung một cú sút có thể nói rất quyết đoán nhưng không gây nguy hiểm cho khung thành bên phía các cầu thủ Thạch Cao Đá Hoa Cương. Rất nguy hiểm. Cầu thủ vào sân bên phía các cầu thủ Thạch Cao đối thương đó là cầu thủ mạng số 5. Khá nguy hiểm. Một pha cứ lồng tôi nói rất căng và rất mạnh và rất xoáy của cầu thủ sang hạng số 1 đó là Trần Nhật. Nhưng thủ môn Công Lý đã chơi rất cảnh giác. Một pha góc các cầu thủ Thạch Cao Đá Hoa Cương. Một quả đá phạt cho các cầu thủ Thạch Cao Đá Hoa Cương. Người được bóng đang là Văn Hậu. Một góc như thế này rất thuận tiện cho các cầu thủ chân phải. Và người đứng trước bóng đang là Văn Hầu, cầu thủ mang áo số 15. Văn vào. Vào không không vào. Có thể nói rất tiếc cầu thủ mang áo số 5 vừa vào sân. Và chúng tôi nhận thấy cầu thủ mang áo số 5 đang rất đau đớn nằm trên sân. Thủ môn Công Lý đã chơi xuất thần. Nhưng bóng đã nảy ra đến chân số 5. Nhưng cầu thủ này đã không thể đưa quả bóng vào trong khung thành. Và chúng tôi nhận thấy cầu thủ số 5 đang gặp chấn thương. Và bác sĩ đang phải vào chăm sóc cho cầu thủ này. Nếu như ở vị trí đó Thành Gia La đã có một sự quyết liệt hơn, có thể bàn thắng sẽ được san bằng tỷ số cho các cầu thủ Thạch Cao Đá Hoa Cương. Trận đấu chúng ta lại được tiếp tục. Chí Hoàng một đường chuyền dài. Của cảnh. Một pha đẩy người từ phía sau của cầu thủ mang áo số 15 Văn Hậu.
Quý các bạn đang xem trực tiếp trận tứ kết thứ hai giải Phú Thịnh Hôm lần 3 được tổ chức tại sân Phú Vũng Tàu. Rất nguy hiểm. Và tỷ số đang là 1-0 nghiêng về các cầu thủ Cà Phê Bắc Sơn. Một pha tham gia tấn công của Nhật Trường và tung cú sút bằng chân trái rất nguy hiểm. Một pha chơi bóng thiếu tập trung của cầu thủ mang áo số 4 đó là Nhật Linh. Bảo Đen, Đức Thuận và Âu Xuân. Các cầu thủ về phía chân không có gì về phía bàn. Không được. Và theo người rất sát của Duy Hoàng. Văn Thắng. Đức Thuận. Rất hay, một pha lấy bóng tôi nói rất khéo léo của Trần Nhật. Lâm Kèn vừa được trọng tài chính rút một thẻ vàng, cảnh cáo với pha vào bóng, hơi rát của Lâm Kèn. Một pha chuyền bóng không chính xác của cầu thủ mang áo số 4 đó Nhật Linh. Bên phía Cà Phê Sân đã phải rút Lâm Kèn ra nghỉ để bảo toàn lực lượng. Và cầu thủ mang áo số 6 vừa sân đó là Bưu Thành. Khá nguy hiểm. Dương Trần Nhật. Văn Thắng. Một pha chút thẳng. Những pha bóng như vậy thì thủ môn Công Lý xử lý có thể nói rất gọn gàng. Đức Thuần. Các cầu thủ Cà Phê Bắc Sơn không có gì về phía bàn. Quý vị các bạn đang xem hiệp 2 của trận đấu tứ kết thứ hai giữa hai đội Cà Phê Bắc Sơn và Thạch Cao Đá Hoa Cương. Và tỷ số bây giờ nó là 1-0 nghiêng về các cầu thủ Cà Phê Bắc Sơn. Nhật Trường đã ra sân nghỉ, thay vào đồ cầu thủ mang áo số 10 Thanh Đạt. Thanh Đạt, Trung Hiếu, rất thay, qua được Duy Hoàng hay không? Rất khó có thể qua Duy Hoàng, một cầu thủ gia dàn kinh nghiệm. Hôm nay bên phía
các cầu thủ Thạch Cao Đa Cương không có sự cống hiến của Hoàng An Vét. Không thể qua được Thuần. Được Thuần. Cắt ngang. Trần Nhật. Rất hay. Một pha bẻ lòng vào để căng cột hai, nhưng cầu thủ hậu vệ bên phía Cà Phê Bất Sơn đã rất tỉnh táo. Di Hoàng đã xem nghỉ thay Hoa Xanh Sala. Bên phía Cà Phê Bất Sơn đã có thể nói rất mạo hiểm. Thành Đạt. Bên phía các cầu thủ Thạch Cao Đá Hoa Cương đã có một quyết định khá mạo hiểm, đó là rút ra một hậu vệ thay vào một tiền đạo, đó Thành Sala vào sân và rút Duy Hoàng ra nghỉ. Thành Sala không thể qua được cầu thủ mang áo số 6 Bửu Thành. Một pha cản người không bóng của Bửu Thành với Trần Nhật. Và Bửu Thành đã được trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo. Để xem các cầu thủ Thạch Cao Đa Hoa Cương sẽ phối hợp pha đá phạt như thế nào. Người được đứng bóng là Trần Nhật. Rất nguy hiểm. Bóng đã đập tay. Nhưng trọng tài đã cho trận đấu tiếp tục. Đức Trần. Và bắt buộc cầu thủ mang áo số 5 phải phạm lỗi với Đức Thuần. Và người được bóng bây giờ đang là Trung Hiếu. Rất nguy hiểm. Một pha ngả bàn đệm của Canh còn rất đẹp, nhưng bóng đã trượt mang ngoài chân phải. Các cầu thủ Thạch Cao Đá Hoa Cương không còn gì để mất. Thành Sala. Thành Đạt. Kịp không? Không kịp. Hiểu Dương đã ra sân và thay vào đó là Thanh Bình. Các cầu thủ Thạch Cao Đa Cương đã tăng cường tuyến giữa. Nhật Linh. Thành Sala. Theo kịp không? Một điều kiện quá mạnh của Nhật Linh với Thành Sala. Xin được kính chào 120 khán giả đang xem trên Phú Vũng Tàu. Xin chào Hải Phạm. Chào Nam Nghiện. Xin chào Hoàn Vũ. Xin chào Hoàng Enves, Thái Việt Hùng, Hùng Nguyễn Xuân. Thành Sala. Rất nguy hiểm.
Một đường chuyền có lời khá hay của Văn Thắng. Rất nguy hiểm. Một pha lốp bóng của Trung Hiếu, nhưng thủ môn bên phía các cầu thủ Thạch Cao Đáo Khương rất tinh táo. Đức Thuần. Một pha đầu vía. Đầu bóng hết đường biên dọc. Trần Nhật. Thành Sa La. Bên phía các cầu thủ Cà Phê bất sân có sự thay đổi người. Đó số 10 ra sân nghỉ, đó Thành Đạt. Thay vào đó cầu thủ đang rất trẻ, số 2 là Văn Quyền. Một quả đá phạt góc cho các cầu thủ Cà Phê bất sân. Các cầu thủ Cà Phê bất sân ở phía sân nhà là 3 cầu thủ không tham gia tấn công. Họ sẽ bảo toàn tỷ số được hay không? Xin mời quý bạn, chỉ còn vài phút nữa thôi, hiệp 2 chúng ta sẽ kết thúc. Và chúng ta sẽ xác định được đội sẽ gặp câu lạc bộ Lam Hồng trong trận bán kết 1. Văn Quyền tiếp tục là quả ném biên. Nhật Linh rất khéo. Rất hay. Một pha bóng rất mạnh của Đức Thuần. Thành Bình. Nhật Linh. Một pha ném bóng rất mạnh của thủ môn Cương Cứng. Trần Nhật. Không được. Hiếu Bì. Tiếp tục là Trần Nhật. Nhật Linh. Rất nguy hiểm. Một pha bóng vào đây khá nguy hiểm của Quốc Anh. Nếu tình huống bóng vào gôn thì không biết điều gì xảy ra. Hiệp 2 chúng ta đang còn rất ít thời gian. Tất cả các cầu thủ Thạch Cao Đao Cương để tham gia tấn công. Khá nguy hiểm. Vào không? Không vào thưa quý vị. Một pha đánh đầu cần thành của Nhật Tân Nhật. Nhưng rất may bóng đã đến chết công thành. Thành Sa La. Một pha tung người mất bóng rất đẹp của Bùi Thành. Nhật Linh. Văn Thành. Văn Thắng thưa quý vị.
không được. Một pha phá bóng rất mạnh của Quốc Anh. Thành Sa La. Rất nguy hiểm. Không được. Vâng thưa quý vị các bạn, đúng lúc này trọng tài chính đã nối còi kết thúc trận tứ kết thứ hai giữa hai đội đó Cà Phê Bát Sần và Thạch Cao Đá Hoa Cương. Và trận đấu đã kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về các cầu thủ Cà Phê Bát Sần. Sau trận đấu này xin mời quý vị các bạn hãy nán lại sân cùng như các bạn đang xem theo dõi trên Paper Phùi Vũng Tàu để chứng kiến trận tứ kết thứ ba giữa các cầu thủ đó là Aquy Thành Đạt và PTC MC.